hello Và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việt à, kính thưa quý vị à, hôm nay thì mình nhận được hai cái thông tin à, liên quan đến cô nguyễn phương hằng hai cái thông tin mới nhất đóng hỏi luôn cả nhà à, nhưng mà trước khi đến những cái thông tin đó thì mình có một cái bài đăng ở à, trên báo à, báo tiền phong cả nhà à, rất là hay muốn chia sẻ cả nhà à, sau khi mà cả nhà nghe cái à, cái bài báo này xong thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận riêng cũng như là có những cái đối chiếu liên quan đến hai cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm đó nha à, liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng liên quan đến à, hội gia đình à, Thiền An Minh bầu vũ trụ ha cụ thể thì à, báo Tiền Phong có đăng một bài viết với tiêu đề là tòa án cấp cao bác kháng nghị cái vụ nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị à, à theo báo Tiền Phong online thì hội đồng xét xử tòa án dân cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đình chỉ xét xử vụ án nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị À, theo đó, thì tòa án nhân dân à, cấp cao tại Đà Nẵng đưa cái vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân à, của cá nhân ra xét xử theo kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng trị đối với các bị cáo Lê Anh Dũng, à, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy. À, à, các bị cáo bị truy tố ra tòa ở à, án cấp phúc thẩm với tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân không có tổ chức cả nhà. Đây là xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân được quy định tại khoản 1 điều 331 Bộ luật hình sự. À, tại phiên xét xử ngày 7 tháng 4 năm 2022 thì tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Lê Dũng 18 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Phan Bùi Bảo Thi bị tiên 12 tháng cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Huy bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Sau khi tòa tuyên án thì viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm theo cái hướng là tăng nặng mức án đối với các bị cáo, à, tức là cái toàn người ta không đồng tình, đúng không? Người ta đòi là phải tăng nặng hơn. Và tại phiên xét xử phúc thẩm, thì đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng trị. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, thì hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại Đà Nẵng quyết định đình chỉ phiên xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 7 tháng 4 của tòa án dân tỉnh Quảng Trị. À, bởi vì theo điều tra thì đầu năm 2020 xuất phát từ bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực. Bảo Thi đã biên tập 53 bài, 53 bài ha. Rồi Nguyễn Huy thì biên tập 26 bài, tất cả 79 bài đều do Dũng đăng trên các cái tài khoản Facebook. À, các bị cáo này đã thu thập và viết đăng tải các bài viết bôi xấu các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị như là ông Nguyễn Văn Hùng, là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nay là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch, rồi ông võ văn hưng là chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, rồi ông lê đức tiến là phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, đỗ văn bình là giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch, nay là bí thư huyện ủy cam lộ đăng tải những thông tin đó trên mạng xã hội facebook và tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị đã trình bày cái bản luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Dũng 12 đến 15 tháng tù giam, bị cáo Phan Bùi Bảo Thy là 9 đến 12 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Huy cải tạo không giam giữ 9-12 tháng. Đó, đó là toàn bộ cái bài đăng ở trên báo Tiền Phong mới đây. Thì à, không biết là cái nội dung vụ án thì chúng ta không có theo dõi nhưng mà cái mình muốn chia sẻ đây là để cả nhà thấy rằng à, cái tiêu đề của bài báo này đã nói lên tất cả. Đó là tòa cấp cao bác kháng nghị cái vụ nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị à, Thì người ta vẫn điều tra theo cái điều 331 à, Do đó, đó hiện tại thì có một số người, một số kẻ đang lợi dụng cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng Rồi họ tấn công bà Hằng từ mọi phía Họ nói là bà Hằng phạm rất là nhiều tội Thậm chí là có thể chung thân hay là này kia cái, cái nọ 20 năm gì đó à, Và thật sự đến thời điểm này chúng ta thấy báo chí đăng tải những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức là cơ quan chức năng người ta đang điều tra đúng không đang điều tra thôi chứ không có cái chuyện mà đã có luận tội kết tội hay là có đồng phạm giúp sức gì hết à, rõ ràng những cái người mà được cho là giúp sức được cho là đồng phạm trên báo chí đó thì hiện tại cũng gì chỉ dừng lại ở cái mức là cơ quan chức năng mời lên để đối chiếu để uh, xác nhận lại một cái một số cái video clip mà họ xuất hiện thôi đúng không chứ hoàn toàn đâu có kết tội hay lượng tội gì đâu cả nha à do đó đó khi mà đối chiếu lại với cái bài báo ở trên báo Tiền Phong này thì chúng ta cũng thấy là, là cơ quan chức năng người ta làm việc rất là công tâm đúng không rất là công tâm pháp luật thì nghiêm minh nhưng mà người ta làm vẫn công tâm và sẽ xem xét hết những cái hành vi phạm tội hay là những cái những cái việc cái việc mà được cho là phạm tội đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái cá nhân đến tổ chức đó hay không đúng không thì người ta cũng phải xem xét là cái những cái hành vi mà phạm tội đó đã gây ra cái tác hại gì cho đối phương cho đối tượng đó chứ không phải là cứ cứ có đơn là mặc định là người ta có tội hay là công an mời lên là có tội đâu à, do đó, đó có một cái bài viết bài đăng này thì cũng củng cố cho chúng ta rất là niềm tin rất là nhiều niềm tin trong cái vụ việc mà chúng ta đang quan tâm đó là cơ quan chức năng người ta sẽ làm việc đúng người đúng tội và công bằng cũng tạo mọi điều kiện cho cái người được mời lên người ta trình bày hết những cái gì mà người ta biết về cái vấn đề đó ha thì à, qua đây thì mình cũng thấy là khá là tin tưởng vào cơ quan chức năng ha à, rồi thì một cái vấn đề nữa cũng liên quan đến cô nguyễn phương hằng là ngày hôm qua à, mình có nghe một cái video clip ở trên kênh của luật sư vũ đó thì à, luật sư vũ có nói ấp ấp ở mở về cái vấn đề của cô nguyễn phương hằng đó là à, theo, um, theo luật sư vũ nói nha mình không biết là thông tin này luật sư vũ có từ đâu nhưng mà anh nói là sắp tới đây cái vụ việc của cô nguyễn phương hằng nó đã có kết quả có thể là trong 1 đến 2 tuần tới thôi. À, nhưng mà nói về cái cái kết quả như thế nào á thì luật sư Vũ không có nói nhưng mà chỉ nói biết á là sắp có kết quả rồi. Thì à, nói chung á ai cũng trông chờ một cái kết quả à, có lợi cho cô Nguyễn Phương Hằng. À, cũng có thể là người ta mong muốn cô Nguyễn Phương Hằng là là không có bị dính dáng gì cũng cũng càng tốt. À, nhưng mà cái chúng ta quan tâm hàng đầu á là cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng à, đối với cô Nguyễn Phương Hằng là như thế nào. À cái đó là chúng ta à đang trông chờ nhất ha trông chờ cái kết quả cuối cùng mà theo như luật sư vũ nói thì một hai tuần nữa thì có lẽ là có chuyển biến và có cái uh, cái kết luận hay là gì đó thì mình cũng rất là mong cả nhà rất là mong cái vụ việc này nó càng sớm càng tốt bởi vì uh, cứ uh, một ngày một vài ngày cứ có một vài tờ báo đăng lên là người này bị mời người kia bị mời rồi họ dịch tích là những cái người mà hỗ trợ bà nguyễn phương hằng hay đồng phạm hay gì đó thì bị mời liên tục thế này thế kia nói chung là hội giật những cái tích nghe à, nghe như là rất là kinh khủng đúng không? một vụ án rất là nghiêm trọng à, nhưng mà thật sự thì đến nay cơ quan chức năng cũng chưa có chưa có kết luận gì à, và quan trọng hơn hết là những cái cáo buộc từ báo chí hay là mạng xã hội nói rằng đồng phạm thì đến nay cũng đâu có đâu chưa mà đúng không ạ à, thì à, nói chung là cái thông tin từ luật sư vũ là mình cũng nghe ngóng mà và, và mình hy vọng rằng đó là sự thật và mong rằng cái, cái vụ việc của cô nguyễn phương hằng nó sẽ à, sớm kết thúc hết cả nhà rồi thêm một cái thông tin nữa là tối hôm qua à, mình à, thấy à, trợ lý của cô nguyễn phương hằng đó là bạn hà lê đó à, thì đã live stream ở trên facebook sau đó thì à, kéo qua bên uh, tiktok để live stream à, có một cái sự thật các cả nhà là cái cái nét tự tin à, hồn nhiên dí dỏm của Hà Lê thì vẫn như ngày nào à, không có thay đổi gì à, cộng thêm nữa là mình thấy rất là đông khán giả à, những cái người mà yêu mến à, hay là những cái bạn bè à, những cái người mà xem cái livestream của Hà Lê đó, là người ta nhắc về cô Nguyễn Phương Hằng là chủ yếu và rất là đông khán giả vẫn nhắc vẫn comment đại loại cái câu kiểu như là nhớ cô hàng quá nhìn thấy Hà Lê rồi nhớ cô Hằng này kia kia nọ thì thật sự á, thấy những cái live stream, những cái comment đó thì chúng ta lại tiếp tục khẳng định rằng những cái người yêu mến của Nguyễn Phương Hằng còn rất là đông. Chứ không phải giống như là những cái người được cho là lương lẹo á, những cái người mà không thích bà Hằng. Họ cứ kích bác, họ nói là bà Hằng bây giờ đã như vậy rồi, cho nên người ta đã xa lánh, người ta đã không có thích bà Hằng hay là người ta ghét, người ta quay xe thế này thế kia. Thì thật sự khi mà xem cái live stream, nghe người ta comment thì mới, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái tình cảm của khán giả của những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng thì người ta vẫn yêu mến thôi. Bởi vì giống như tụi mình đó, cũng xác nhận từ đầu đó là cái việc mà cô Hằng, chú Dũng làm đúng là mình luôn trân trọng và luôn à, muốn tiếp cô Nguyễn Phương Hằng tiếp chú Dũng để lan tỏa những cái thông tin đẹp tốt đẹp đó đến cho cộng đồng. À, còn cái chuyện mà cô Nguyễn Phương Hằng có phạm tội hay không, có vi phạm pháp luật hay không thì cái chuyện đó cơ quan chức năng người ta đang điều tra và người ta À, nếu mà người ta điều tra có vi phạm gì thì người ta sẽ xử lý thôi cái chuyện đó chúng ta không có bàn mà có bàn cũng không được cái gì à, quan trọng nhất là cơ quan chức năng người ta xử lý à, chứ chúng ta ở đây ngồi nói cũng đâu có được gì cái quan trọng nhất là chúng ta muốn lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp à, của cô hàng chú dũng đã làm cho xã hội cho những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta tiếp một phần à, tiếng nói để lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đó đến cho cộng đồng cho những cái người mà yêu mến hay là những cái hoàn cảnh khó khăn có cơ hội để người ta tiếp cận đến những cái quỹ từ thiện đó à, và từ đó thì có thể là cải thiện cuộc sống hay là có thể là dành lấy cái sự sống cho uh, con em cho những cái người mà uh, người thân của họ đúng không? À, đó cho nên chúng ta cần phải lan tỏa những cái thông điệp đó. À, còn cái chuyện mà vi phạm pháp luật thì cái chuyện đó của pháp luật tính. ha à thì hôm nay có đôi điều chia sẻ cả nhà vậy thôi à nói về cái thông tin của luật sư trần quốc vũ với lại của hà lê đó thì mình thấy cũng có một cái niềm tin nào đó về pháp luật để cho cô nguyễn phương hằng có những cái hỗ trợ về pháp lý hay là những có lợi thế gì trong cái vấn đề rắc rối hợp lý ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại